Xin chào tất cả mọi người. Thì như mọi người đã biết, chuối là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng để bảo quản được lâu dài và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì món chuối sấy dẻo chính là một lựa chọn hàng đầu. Hôm nay thì Thu Hoa cùng mọi người trong công ty Trách Nhiệm Hạn Bình Minh sẽ hướng dẫn bà con cách làm món chuối sấy dẻo. Xin mời tất cả mọi người hãy cùng đón xem. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Ta chọn những quả chuối chín, sau đó bóc sạch vỏ. Bước 2. Ta xếp nguyên liệu vào khay sấy, sau đó xếp vào máy. Bước 3. Đóng chốt cửa tủ, sau đó cài đặt bảng điều khiển. Đối với sấy hoa quả, ta để nhiệt độ ở 60 độ. Cài đặt thời gian ở 15 tiếng. Và cuối cùng đó là bật nút khởi động. Ta kiểm tra chuối sau 3 tiếng sấy. Và như mọi người đã thấy, chuối đã bắt đầu dẻo và chảy mật. Với thiết kế hai quạt đối lưu khí nóng giúp lan tỏa đều nhiệt vào mỗi khay sấy, nguyên liệu sẽ liên tục được tiếp xúc với hơi nóng. Ống hút và các lỗ thông hơi được lắp đặt để hút độ ẩm trong buồng làm việc, giúp cho thực phẩm được khô đều và chất lượng. Và đây là thành quả của chúng ta sau 15 tiếng sấy. Chuối phải đảm bảo được độ dẻo, vàng đều, không bị khô cứng hay cháy đen. Đảm bảo được vị ngọt của mật chuối, không bị đắng, giúp giữ được hương vị và dinh dưỡng của chuối. Như mọi người đã thấy, với máy sấy thực phẩm đa năng thì việc sấy khô trở nên vô cùng dễ dàng. Vâng, với máy sấy thực phẩm đa năng gia đình của công ty Trách Nhiệm Hạn Bình Minh, Thu Hoa tin chắc rằng sẽ là một trợ thủ đắc lực của mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi tới số hotline của công ty 0946 24 9955 hoặc 0943 47 9955 để được tư vấn miễn phí. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty Trách Nhiệm Hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công.